nhu cầu tiêu thụ thịt và trứng gia cầm của Việt Nam đang ngày càng tăng. Theo Statista.com, tiêu thụ thịt gia cầm bình quân đầu người của Việt Nam năm 2016 là 16,5 kg một người một năm, năm 2022 là khoảng 17,2 kg một người một năm và dự kiến lên mức 20,3 kg một người mỗi năm đến năm 2029. Với lượng tiêu thụ trứng gia cầm, năm 2021, người dân Việt Nam tiêu thụ trung bình 149 trứng một người một năm, tức là tăng gần 2 lần so với thời điểm năm 2011. Dự kiến đến năm 2030, con số tiêu thụ sẽ đạt bình quân 220 trứng trên một người mỗi năm. Mặc dù mức tiêu thụ thịt gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm đang ngày càng tăng ở Việt Nam, nhưng người Việt Nam lại có thói quen sử dụng thịt gia cầm nóng, tức là thịt mới mổ không qua bảo quản lạnh. Chính thói quen này là lý do để các chợ bán gia cầm sống, giết mổ gia cầm ngay tại chợ vẫn còn tồn tại, thậm chí là tồn tại rất phổ biến ở Việt Nam. Với điều kiện vệ sinh không đảm bảo, quy trình kiểm soát và giết mổ hạn chế, điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Nhìn thấy cũng không kiểu như là không đủ an toàn vệ sinh thực phẩm ấy, thì mình cũng có lo lắng chứ, tại vì mình dùng trực tiếp vào cơ thể ấy. Mình rất là chỉ là lo lắng là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sau này, sẽ ăn nó sẽ ngấm bệnh. Một vấn đề lớn nữa mà Việt Nam phải đối mặt là dịch bệnh trong chăn nuôi, đặc biệt là dịch cúm gia cầm. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm, tổng đàn gia cầm ở Việt Nam liên tục tăng qua từng năm. Từ năm 2015 tới trước khi xảy ra dịch Covid-19 năm 2020, bình quân mỗi năm số lượng gia cầm trên cả nước tăng trên 10%, trong đó đàn gà tăng trưởng trên 11,5%. Tổng đàn tăng trong khi chăn nuôi nhỏ lại chiếm tỷ lệ lớn, an toàn sinh học chưa được chú trọng đầy đủ. Đây là các yếu tố khiến dịch bệnh trên đàn gia cầm ở Việt Nam diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Chăn nuôi càng tăng thì dịch bệnh, nguy cơ dịch bệnh càng lớn và cái sự kiểm soát càng phải chặt chẽ để làm sao mà đảm bảo cái chăn nuôi phát triển bền vững. Chúng ta cần có những cái giải pháp sớm và tổng thể của tất cả các ngành và từ trung ương cho tới địa phương chứ không chỉ riêng một ngành. Tăng cường sức khỏe con người, động vật và môi trường chính là chìa khóa để phòng ngừa, giám sát và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm ở người và động vật, cũng như các bệnh lây truyền từ động vật sang người một cách hiệu quả. Để làm được điều này, chúng ta cần chăn nuôi và tiêu thụ gia cầm theo cách tiếp cận một sức khỏe. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2022, tổng đàn gia cầm của Việt Nam đạt khoảng 531,7 triệu con. Với sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 9 tháng đạt 1.467.000 tấn và sản lượng trứng gia cầm 9 tháng ước đạt 13,4 tỷ quả. Các sản phẩm từ chăn nuôi gia cầm không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm quan trọng đối với người dân Việt Nam, mà chăn nuôi gia cầm còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở các vùng nông thôn. Mặc dù là một điểm sáng của ngành nông nghiệp Việt Nam những năm gần đây, nhưng chăn nuôi gia cầm luôn tiềm ẩn các rủi ro về sức khỏe do dịch bệnh, đặc biệt là cúm gia cầm, các mầm bệnh gây ngộ độc thực phẩm và hiện tượng kháng kháng sinh. Đây là khu vực chăn nuôi gà thả vườn của gia đình ông Trương Văn Phong, xã Đan Hội, Lục Nam, Bắc Giang. Kể từ khi chăn nuôi đến nay, trải nghiệm mà lão nông này không bao giờ quên, đó là khi gà chết hàng loạt, thời điểm gần xuất bán. Theo ông, lúc đó cả đàn bỗng nhiên xù lông, khó thở, bại liệt, rồi chết rất nhanh. Sau khi mổ là thông y người ta kết luận là cúm, sau đó tiêu hủy đi. Lúc bây giờ khổ lắm, gia đình thì kinh tế khó khăn, không phải vay mượn nhiều. Ngân hàng phải vay vốn ngân hàng làm, nó cũng là thiệt hại đến kinh tế gia đình. Cúm gia cầm là một loại bệnh cúm do virus gây ra cho các loài gia cầm hay chim và có thể xâm nhiễm một số loài động vật có vú. Virus này được phát hiện lần đầu tiên là tại Ý vào đầu thập niên 1900. Tại Việt Nam, cúm gia cầm được ghi nhận xuất hiện từ cuối năm 2003. Từ khi xuất hiện đến nay, dịch bệnh đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho chăn nuôi gia cầm ở nước ta với hàng trăm triệu con gia cầm bị chết và buộc phải tiêu hủy. Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, từ đầu năm 2022 đến nay,
Việt Nam đã xảy ra 34 ổ dịch cúm gia cầm tại 19 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 77.000 con gia cầm. Không chỉ là mối đe dọa với các trang trại chăn nuôi, cúm gia cầm còn có thể lây sang người và trở thành bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Năm 2022, Việt Nam đã ghi nhận một trường hợp mắc cúm gia cầm ở bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ. Và tính trong giai đoạn từ năm 2003 đến tháng 10 năm 2022, tổng số người nhiễm virus cúm gia cầm AH5 tại Việt Nam lên 128 trường hợp, trong đó có 64 chiếm 50% trường hợp tử vong do virus cúm gia cầm AH5N1. Bên cạnh cúm gia cầm, một vấn đề lớn mà ngành chăn nuôi gia cầm và trực tiếp người chăn nuôi Việt Nam phải đối mặt là hiện tượng kháng kháng sinh. Theo một nông hộ chăn nuôi gà với quy mô lên tới hàng vạn con ở Bắc Giang, từ khi chăn nuôi cách đây 9 năm đến nay, chi phí sử dụng thuốc thú y của gia đình anh liên tục tăng. Trước kia lúc mới chăn, một là cũng có thể do môi trường, hai là thuốc tốt chẳng hạn, mình không biết lắm nhưng mà thấy phòng nó hiệu quả lắm. Nhưng đến bây giờ, ngày đấy chỉ độ 6 triệu đến 7 triệu 1.000 gà thôi, nhưng đến bây giờ là thấy dùng tốn hơn, thuốc thì đắt mà dùng hiệu quả nó không cao lắm. Nên là phải đánh liều nặng hơn, phải hơn chục triệu, 12 triệu. Phải tăng liều hay tăng số lần sử dụng thuốc để phòng trị bệnh tiềm ẩn nguy cơ tổn dư thuốc, đặc biệt là kháng sinh trong thực phẩm. Không chỉ ảnh hưởng đến vật nuôi, mà điều này còn nguy hại đến sức khỏe con người khi tiêu thụ thực phẩm. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng kháng kháng sinh hiện nay. Kháng sinh tồn dư thì nó có rất là nhiều nguy cơ cho cái sức khỏe người tiêu dùng. Thứ nhất là cái lượng kháng sinh nhỏ nhưng mà nó kích thích những cái cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn E. coli, Salmonella, nó tồn lưu ở trong đường tiêu hóa. Thì khi mà nó tiếp xúc với cái kháng sinh tồn dư đấy thì nó kích hoạt những cái cơ chế kháng thuốc. Và nếu như cái cộng đồng vi khuẩn kháng thuốc nó lây sang người thì nó có nguy cơ là làm cho con người nhiễm những cái vi khuẩn kháng thuốc đấy và khó khăn trong công tác điều trị. Kháng kháng sinh đang là mối đe dọa và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với khoảng 3.500 người chết trên thế giới mỗi ngày. Đây là kết quả từ nghiên cứu mới nhất về kháng kháng sinh trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được công bố trên chuyên trang y khoa The Lancet ngày 19 tháng 1 năm 2022. Không ít thuốc kháng sinh vốn được xem là những cứu tinh của biết bao bệnh tật, nhưng ngày nay đã tỏ ra không còn công hiệu. Kho tàng thuốc kháng sinh càng ngày càng trở nên hạn hẹp và khan hiếm hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Hiện tại, Việt Nam cũng như nhiều nước đã xuất hiện vi khuẩn đa kháng và toàn kháng. Kháng kháng sinh, cúm gia cầm và các mầm bệnh gây ngộ độc thực phẩm là các thách thức điển hình nảy sinh trong quá trình chăn nuôi gia cầm hiện nay. Không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam, mà còn là vấn đề chung của ngành chăn nuôi gia cầm toàn thế giới. Để giải quyết một cách an toàn và bền vững các thách thức nảy sinh đó, Ủy ban Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Vương quốc Anh thông qua Quỹ Nghiên cứu các thách thức toàn cầu triển khai thực hiện dự án Nghiên cứu gia cầm một sức khỏe với trọng tâm nghiên cứu về các bệnh lây truyền từ động vật sang người và kháng kháng sinh. So this means that rather than just studying the microbes or just studying the social economic conditions or the people who are working in these poultry networks, what we're doing in this hub is combining both biological and social science studies so that they're going along together. Cách tiếp cận một sức khỏe là một phương thức phối hợp đa ngành tại các địa phương, quốc gia và quốc tế nhằm tăng cường sức khỏe con người, động vật và môi trường. Đây là một cách tiếp cận được áp dụng trong phòng ngừa, giám sát và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm ở người và động vật, các bệnh lây truyền từ động vật sang người, các mối nguy hại sức khỏe với con người. Chúng ta nói đến một sức khỏe thì gần như nó bao hàm tất cả các khía cạnh trong cái hệ sinh thái này. Ví dụ như vấn đề về an toàn thực phẩm, nó liên quan đến cái chuỗi cung ứng thực phẩm từ chăn nuôi cho đến trang trại này, cho đến vận chuyển, tiêu thụ, chế biến, rồi ngay tại hộ gia đình. Thì tất cả các khâu đấy, nếu như cần một khâu nó bị có vấn đề thì các khâu khác cũng bị ảnh hưởng theo. Và cuối cùng chính là cái người, con người cũng bị ảnh hưởng. Dự án nghiên cứu gia cầm một sức khỏe bao gồm 4 chương trình
trong đó có hai chương trình nghiên cứu cốt lõi. Các chương trình có sự liên kết chặt chẽ với nhau và được tóm tắt như sau. Chương trình 1. Nghiên cứu cách thức của các mạng lưới sản xuất và phân phối gà và các yếu tố quyết định các cách thức này. Chương trình 2. Định lượng sự lan truyền và tiến hóa của các yếu tố gây bệnh lây truyền từ động vật sang người dọc theo các mạng lưới này. Chương trình 3. Gồm quỹ tài trợ linh động cho các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ nghiên cứu của dự án. Chương trình 4. Gồm các hoạt động nhằm tối đa hóa tác động của dự án thông qua xây dựng năng lực và cung cấp bằng chứng cho việc cải tiến và xây dựng các chính sách có liên quan. So this is quite a big project. We've got 27 partners across 10 different countries around the world. So the project started in 2019 and it's fair to say that there's been quite a lot of challenges along the way. I mean, for any project of this size, working across a multitude of disciplines which range from pretty much pure social science with a lot of ethnography and anthropology through to biological sciences, veterinary sciences, mathematical sciences and also working. Việt Nam là một trong bốn quốc gia được lựa chọn để triển khai dự án với sự điều phối của Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự phát triển CIRAD Pháp. Tham gia dự án là các nhà khoa học, nhà quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp, Cục Thú y, Viện Chăn nuôi, Viện Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Các hoạt động nghiên cứu này được thực hiện với sự phối hợp của nghiên cứu viên quốc tế từ Vương quốc Anh, Liên bang Úc, Pháp, Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka. Hầu hết các dự án thì đều chủ yếu là một đơn vị. Một đơn vị, trong một đơn vị đó thì có thể có các đơn vị khác nhau trong cái đơn vị đó thôi. Nhưng đây dự án này cho anh nhìn thấy có 6 đơn vị tham gia. Trong 6 đơn vị đó thì có 5 tổ chức của Việt Nam và có một tổ chức quốc tế. Đây là một dự án khá là đặc biệt. Dự án nghiên cứu gia cầm một sức khỏe, xem xét cách thức mà con người, động vật và môi trường tương tác. Bởi lẽ mối liên hệ và sự tương tác giữa con người, động vật, thực vật và môi trường là rất chặt chẽ. Là đơn vị tham gia dự án, ngay từ năm 2019, Viện Chăn nuôi và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện nghiên cứu trên các mạng lưới sản xuất và phân phối gia cầm để xác định và lập bản đồ cấu trúc của các mạng lưới gia cầm khác nhau ở phía Bắc Việt Nam và đánh giá nguy cơ dựa trên khả năng xâm nhập, lây lan và tiến hóa của các mối nguy hại sức khỏe lây truyền từ động vật. Theo những nghiên cứu truy vết được thực hiện bởi Viện Chăn nuôi tại 10 chợ bán buôn gia cầm, 16 chợ bán lẻ và 10 lò mổ tại Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương và Quảng Ninh cho thấy sự di chuyển và nguồn gốc của gà trong chuỗi phân phối gà công nghiệp trắng và gà thịt lông màu tại các chợ, lò mổ, đồng thời quan sát và ghi nhận những hành vi có thể làm gia tăng nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng. Qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng là có những cái vị trí như là trang trại chăn nuôi ở nông hộ là cũng là một cái nguy cơ. Rồi cái việc mua bán gia cầm tại các cái chợ, đặc biệt là tại các cái chợ nhỏ lẻ cũng như chợ đầu mối, là cái việc cái hoạt động mua bán gia cầm tại chợ và cái việc giết mổ không tập trung, thì những cái chỗ giết mổ đó là có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất là cao. Kết quả nghiên cứu của Viện Chăn nuôi chính là căn cứ quan trọng để Viện Thú y và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lựa chọn những điểm lấy mẫu và đánh giá việc tồn tại của các mầm bệnh có thể lây từ gia cầm sang người. Từ đó có thể vẽ lên một bức tranh chung cho chuỗi sản xuất, cung ứng trong chăn nuôi của Việt Nam cũng như các khuyến cáo để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đối với cái việc phân tích mẫu cúm gia cầm thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ lưu hành của virus cúm chủng H9N2 thì ở các trại thì có xu hướng tăng, ở các trại là 4% và lên đến 7% đối với các chợ bán buôn, 16% đối với chợ bán lẻ và lên đến 30% đối với những cái điểm giết mổ. Từ cái nghiên cứu này ấy, thì chúng tôi cũng thấy rằng là H9N2, cái chủng độc lực thấp, nó tồn tại ở tất cả các cái mô hình chăn nuôi. Tuy nhiên là đối với những cái chủng độc lực thấp này có nguy cơ nó gây ra những cái biến chủng mới, thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là đối với những cái mô hình chăn nuôi cùng với mức độ an toàn sinh học cao thì cái tỷ lệ này nó cũng sẽ thấp hơn. Với khuôn khổ của dự án thì bộ môn phụ trách việc xét nghiệm, thứ nhất là phát hiện vi khuẩn ô nhiễm trong phân, trong đường ruột, lưu cữu trong đường ruột, và tiến tới
Cái pha thứ hai, bước tiếp theo là chúng tôi sẽ xét nghiệm cái tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc cũng như là tìm ra một số gen kháng đối với những cái kháng sinh quan trọng. Hai cái năm vừa rồi thì chúng tôi tập trung là phát hiện cái chủng vi khuẩn, thì chúng tôi nhìn thấy là có cái ô nhiễm Salmonella ở trong thực phẩm tại chợ nhỏ lẻ cũng như là lò mổ cao hơn tại trang trại. Cùng phối hợp với Viện Thú y, trong năm 2023, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ thu thập mẫu trên những người thường xuyên tiếp xúc với gia cầm để đánh giá liệu mầm bệnh phân lập trên người có sự tương đồng về gen với mầm bệnh lưu hành trong đàn gà hay không. Một hoạt động quan trọng khác được dự án gia cầm Một Sức Khỏe triển khai thực hiện là tiến hành các nghiên cứu xã hội học và nhân chủng học trong mạng lưới sản xuất và phân phối gia cầm. Theo đó, không chỉ tập trung nghiên cứu về quan hệ tài chính trong chuỗi, các nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam còn nghiên cứu về giới, tìm hiểu sự tham gia của phụ nữ và nam giới trong mạng lưới sản xuất và kinh doanh gia cầm. Điểm nổi bật nhất chúng tôi có thể nhận thấy là nó có một cái sự ảnh hưởng rất lớn từ các cái yếu tố tài chính đến cái hành vi của cái người tiêu dùng, đặc biệt là đối với cả những cái hộ gia đình hoặc là những cái người mà sản xuất kinh doanh cần đến cái vốn từ phía bên ngoài mà họ không tự lực được, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành vi của các cái tác nhân trong đó. Ví dụ đối với người sản xuất thì người ta sẽ quyết định là bán gà vào thời điểm nào, có sử dụng nhiều hay là ít kháng sinh, người ta sẽ sử dụng cám công nghiệp hay là cám phối trộn. Tất cả những cái hành vi đấy thì nó đều có cái ý nghĩa dịch tễ rất là lớn. Từ kết quả phân tích phòng thí nghiệm và dữ liệu thu thập từ thực địa, Cục Thú y có thể thử nghiệm và đánh giá các biện pháp can thiệp trong quản lý chăn nuôi và thú y để giảm thiểu tối đa các nguy cơ sức khỏe trên gia cầm và người. Mặc dù gặp những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị và cá nhân tham gia, các hoạt động của dự án được phối hợp linh hoạt, nhịp nhàng và đảm bảo tiến độ. Những kết quả thu được từ các nghiên cứu đã được các đơn vị tham gia thảo luận trong các buổi hội thảo, tọa đàm khoa học với các chủ đề như quản lý bệnh gia cầm, kháng kháng sinh bằng tiếng Việt, để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các cán bộ nghiên cứu, bác sĩ thú y địa phương và khu vực tư nhân, cũng như thảo luận các vấn đề thực tế liên quan đến các chủ đề này. Bây giờ chúng ta đã khá hiểu rất là căn bản về cái hệ thống sản xuất và phân phối gia cầm của Việt Nam. Từ cái đó là cái rất quan trọng. Chúng ta nói cái này ai cũng hiểu, nhưng thực ra không phải là ai cũng hiểu. Chúng ta chỉ biết rằng con gia cầm được sản xuất ra rồi đi ra bán ở chợ, nhưng không phải nó chạy qua rất nhiều các tác nhân, và chạy qua rất nhiều tác nhân thì nó có thể gây ra vấn đề. Cho nên cái nghiên cứu đột phá đầu tiên đó chính là hiểu được cái mạng lưới đó. Từ cái mạng lưới đó tôi đã tìm ra một số các cái điểm nghẽn, điểm nút, điểm rủi ro hay là cái điểm nguy cơ, và từ cái điểm nguy cơ đó thì chúng ta mới bắt đầu tiếp tục các công đoạn sau để chúng ta biết là tập trung vào công đoạn nào, cải tiến công đoạn nào là cái rất là quan trọng. Chọn con giống tốt và làm vaccine đúng quy trình là nội dung quan trọng mà ông Phong được cán bộ thú y lưu ý trước khi chăn nuôi. Theo đó, con giống khỏe mạnh, xuất xứ rõ ràng và có miễn dịch với những bệnh nguy hiểm, trong đó có cúm gia cầm đặc biệt quan trọng. Nhờ vậy, đàn gà của gia đình ông luôn đạt tỷ lệ nuôi sống cao vào cuối mỗi lứa thả nuôi. Cứ 3 ngày chúng tôi giả giỏ la đầu tiên, sau khi nhận gà giống về, 3 ngày chúng tôi giả rồi, 3-4 ngày, 7 ngày rồi cúm. Còn 35 ngày rồi chúng tôi lại dùng lưu các sơn lần 1, 60 ngày chúng tôi lần 2, 90 ngày lần 3, cứ làm theo quy trình. Cùng với việc hướng dẫn người chăn nuôi chọn con giống tốt và làm vaccine đầy đủ, thì vệ sinh phòng bệnh, kiểm soát chặt chẽ người vào ra khu chăn nuôi cũng là nội dung quan trọng mà cơ quan thú y tập huấn và tuyên truyền cho các nông hộ, trong đó có hộ anh Lý Văn Đức. Chăn nuôi là nghề chính của mình rồi, nên là môi trường mới lại phòng bệnh là phải đặt hàng đầu. Nên là thường là mình cứ vài hôm, một tuần, nửa tháng là mình lại tiến hành khử trùng toàn bộ chuồng, trại, vườn được một lần để cho nó đảm bảo. Không chỉ được tập huấn về chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ đàn gia cầm có tỷ lệ nuôi sống cao, ông Phong, anh Đức và nhiều nông hộ tham gia dự án gia cầm Một Sức Khỏe còn được tập huấn về cách sử dụng thuốc thú y 4 đúng. Với nguyên tắc này, công dụng của thuốc sẽ được phát huy tối đa, đồng thời không gây tồn dư kháng sinh trong các sản phẩm chăn nuôi, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Chăn nuôi để phát triển kinh tế ra thì chúng ta cũng phải có một cái nhìn tổng thể hơn, tức là chăn nuôi nó phải kết hợp với vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường, và chăn nuôi thì cũng phải
tạo ra cái sản phẩm từ gà là phải an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Bằng những nghiên cứu, đánh giá bài bản, có hệ thống chuỗi chăn nuôi gia cầm, dự án chăn nuôi gia cầm một sức khỏe đã đóng góp quan trọng cho sự hiểu biết cũng như cung cấp kiến thức về các vấn đề liên quan đến sức khỏe đang được quan tâm hiện nay như cúm gia cầm, các mầm bệnh gây ngộ độc thực phẩm và kháng kháng sinh. Đồng thời, thông qua các nghiên cứu, phân tích về chính sách, dự án còn có ý nghĩa quan trọng trong xu hướng phát triển chăn nuôi thâm canh gia cầm bền vững tại Việt Nam. Chiến lược chúng ta là phát triển chăn nuôi thâm canh. Thế thì chúng ta đóng góp chính sách đây là gì? Sau này chúng ta sẽ đề xuất là làm như thế này, quản lý như này hay quản lý như kia, nó sẽ tạo ra sản phẩm an toàn. And by synthesizing the outcomes of what you have, you can understand systems in much more depth. And I think we are developing what I'd call a cohort, if you like, around the different countries, a cohort of researchers who are perhaps more able in the future to take forward this whole One Health idea in terms of being able to address problems not just from a single perspective, but to look at it from a multitude of perspectives. Chăn nuôi gia cầm là ngành chăn nuôi quan trọng, đóng góp khoảng 40% sản phẩm thịt trên toàn thế giới. Tuy vậy, biến đổi khí hậu cùng xu hướng thâm canh đã gây ra nhiều thách thức cho ngành chăn nuôi này. Việc tiếp cận một sức khỏe trong sản xuất, vận chuyển và tiêu dùng sẽ là vũ khí tối ưu giúp con người, động vật, môi trường, nền kinh tế và cả hệ sinh thái đều khỏe mạnh.